Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn những quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và cuộc xác minh mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm túm áo, lôi học sinh này ngồi dậy, kéo vào phía trong lớp. Tối ngày 29 tháng 9, những bài viết kèm theo các đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nữ sinh quỳ khóc xin lỗi cô giáo phía ngoài hành lang lớp học được chia sẻ rầm rộ. Được biết, sự việc xảy ra tại lớp 12D4 của trường Trung học phổ thông Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo clip ghi lại, nữ sinh nằm bên ngoài hành lang trước cửa lớp và khóc. Trong khi đó, cô giáo dùng tay nắm áo kéo nữ sinh vào lớp và nói: "Cô đừng làm cho người khác nhục mặt vì cô nhé." Sáng ngày 30 tháng 9, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc cho biết sự việc xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9 trong tiết sinh hoạt của lớp 12D4. Ông Hiền cho hay clip đăng trên mạng xã hội chỉ là một đoạn rất ngắn trong tiết sinh hoạt của lớp, do đó dễ gây hiểu nhầm cho người xem rằng cô giáo có hành vi bạo hành học sinh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, tức không có việc cô đánh hay phạt học sinh phải quỳ. Học sinh này mắc nhiều lỗi và hôm đó có một lỗi liên quan về mua bánh nên bị cô giáo mời ra ngoài. Khi ra ngoài được hơn 10 phút, em học sinh này khóc, xin lỗi cô giáo và quỳ xuống ở cửa lớp. Cô bảo học sinh đứng dậy, em cứ quỳ và nói, cô tha lỗi cho em. Cô giáo tiếp tục yêu cầu học sinh đứng lên để tránh mọi người hiểu nhầm. Lúc đó, sức khỏe nữ sinh không được tốt nên em đã nằm xuống nền nhà, tư thế người mềm như tàu lá. Lúc này, cô giáo có động tác chưa phù hợp là dùng tay kéo áo học sinh đứng dậy. Lời nói của cô giáo cũng chưa chuẩn mực. Việc này dễ gây hiểu nhầm, không có chuyện bạo hành. Sự việc xảy ra, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Ông Hiền thông tin, chiều ngày 29 tháng 9, nhà trường đã yêu cầu cô giáo làm bản tường trình chi tiết. Chúng tôi cũng nhắc nhở lời nói và hành động của cô là chưa chuẩn mực, biến việc từ bé thành việc lớn, do đó khiến mọi người dễ hiểu nhầm khi xem clip. Nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh và học sinh. Tôi đã thay mặt trường xin lỗi phụ huynh về việc giáo viên vì nhiều lý do đã có hành động chưa chuẩn mực. Ông Hiền nói, vị hiệu trưởng này cho biết thêm qua làm việc và tường trình, học sinh nhận lỗi là do mình, sự việc do nhiều vấn đề khác. Việc mua bánh chỉ là vấn đề tích tụ lại, cô giáo xử lý không khéo nên đẩy sự việc đi xa. Ông Hiền nói, cô giáo đã đọc bản tường trình và tất cả 6 học sinh có mặt lúc đó, gồm lớp trưởng, 2 học sinh chứng kiến và 2 học sinh quay clip đều xác nhận điều cô nói là đúng. Cô không có tác động gì ngoài việc kéo nữ sinh lên. Về phần mình, cô giáo cũng nhận do nóng vội nên đã có hành động chưa phù hợp. Đề nghị trên được Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong văn bản chiều ngày 30 tháng 9. Theo đó, Sở yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm, báo cáo Sở trong ngày 2 tháng 10. Đồng thời yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, xây dựng văn hóa học đường, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, kịp thời nắm bắt công tác tư tưởng, các hoạt động trong nhà trường, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín, công tác giáo dục của nhà trường, của ngành. Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức. Sau đó, cô giáo túm áo, kéo lên học sinh này. Đoạn clip được cho là quay tại hành lang lớp 12D4, trường Trung học phổ thông Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo nội dung clip, nữ sinh bị cô giáo đuổi ra ngoài hành lang và khóc đến mức kiệt sức. Thế nhưng cô giáo đi ra tiếp tục mắng khiến nữ sinh hoảng loạn ôm chân cô và liên tục nói em xin lỗi cô tha cho em. Đỉnh điểm của vụ việc là hành động cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh. Ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đa Phúc cho biết sự việc xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 9 trong tiết sinh hoạt của lớp 12D4. Tuy nhiên, ông Hiền khẳng định đoạn clip đã bị cắt xén, không phải toàn bộ sự việc nên dễ gây hiểu nhầm cho người xem là cô giáo bạo hành học sinh. Thực tế không phải như vậy. Ông Hiền cho biết, việc nữ sinh xin lỗi cô và quỳ trước cửa lớp là do nữ sinh tự ý quỳ, không có chuyện cô giáo yêu cầu học sinh quỳ bên ngoài cửa lớp. Nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh. Cả phụ huynh và học sinh đều nhận lỗi do mình. Hôm nay, học sinh đã ổn định hơn và đến trường đi học bình thường. Ông nói thêm, sáng ngày 30 tháng 9, đại diện Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị đăng vào cuộc xác minh clip cô giáo túm cổ áo, kéo học sinh tại trường Trung học phổ thông Đa Phúc. Không khí lạnh tăng về cường độ trong tháng 10, miền Bắc mưa nhiều trong tháng 10. Không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Tổng lượng mưa ở miền Bắc cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 1 đến ngày 31 tháng 10. Theo đó, trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ, có nơi cao hơn. Về lượng mưa, trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%, Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Đáng lưu ý, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Liên quan đến diễn biến thời tiết mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng cho biết, tháng này không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Trong tháng 10, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển như hàng hải và đánh bắt hải sản. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều ngày mưa, nhận định về tình hình khô hạn ở các vùng. Cơ quan khí tượng cho biết, thời kỳ từ 1 đến ngày 15 tháng 10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa, duy trì trạng thái ẩm trong cả thời kỳ. Tình trạng khô hạn có khả năng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, trong khi đó các khu vực khác chỉ số khô hạn biểu thị trạng thái bình thường. Thời kỳ từ 16 đến ngày 31 tháng 10, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có trạng thái ẩm ướt, trong khi Trung Bộ có khả năng xảy ra khô hạn do tình trạng thiếu hụt mưa trong thời kỳ này. Các tỉnh Bắc Bộ phổ biến sẽ có trạng thái bình thường. Trước mắt, trong ngày và đêm nay, mùng 1 tháng 10, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo trong thời kỳ 10 ngày tới, 2 đến ngày 10 tháng 10, những khu vực trên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Biển Đông khả năng đón bão vào tuần tới. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90-95%. Do ảnh hưởng của hiện tượng này nên từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Liên quan đến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông của Philippines, ngày 30 tháng 9 đã mạnh lên thành bão Nu. Cơ quan khí tượng dự báo, đến khoảng 4 đến ngày 6 tháng 10, bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông với xác suất 60-70%. Thời tiết Hà Nội mùng 1 tháng 10, nắng oi, có lúc mưa rào nhẹ. Dự báo thời tiết Hà Nội mùng 1 tháng 10, có nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, cảm giác oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Trong ngày khu vực này khả năng có mưa rào nhẹ. Thời tiết Bắc Bộ trong ngày và đêm nay, mùng 1 tháng 10, có mưa rào rải rác và dông cục bộ có thể xuất hiện tại khu vực các tỉnh miền núi Tây Bắc trong chiều tối và đêm. Các nơi khác có mưa dông vài nơi, ngày nắng. Cụ thể, khu vực Hà Nội phổ biến có mây, ban ngày trời oi nóng, có lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ tăng 1 độ so với hôm qua, với mức cao nhất 32-34 độ, thấp nhất về đêm và sáng khoảng 25-27 độ. Cụ thể hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19 giờ, có mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, độ ẩm trung bình 65-75%, khả năng mưa 20-30%. Từ đêm đến sáng sớm hôm sau, khoảng 19-7 giờ, có mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, độ ẩm trung bình 75-85%, khả năng mưa 10%-85%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để biên tập viên chúng tôi kịp thời hồi đáp. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.